thân mến, Tết Mậu Tuất đang đến rất gần và hôm nay không khí ấm áp của mùa xuân đang tỏa lan trên khắp các ngã đường, phố phường và làng quê thân yêu của chúng ta. Trong niềm hân hoan dạt dào này, Huyền Vy rất vui được giới thiệu cùng các bạn chương trình Giai điệu tuổi thơ với một số ca khúc rộn ràng viết về mùa xuân mang chủ đề Mùa xuân của em qua phần thể hiện của các bạn thiếu nhi đến từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Tam Kỳ. Các bạn cùng theo dõi nhé! Thưởng thức những nét giai điệu tươi vui và trong sáng của bài hát Nắng Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Bá qua phần thể hiện của tốp ca thiếu nhi là học viên các bộ môn năng khiếu, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Tam Kỳ. Bài hát như nói thay cho tiếng lòng náo nức, là tiếng reo vui của tuổi thơ mừng đón ánh nắng xuân dịu kỳ trên quê hương. Các bạn ạ, dưới bầu trời xuân tươi thắm, trong tiếng chim ca rạo rực, bước chân đến trường của tuổi thơ chúng ta hôm nay dường như cũng vui hơn, rộn ràng hơn với chiếc khăn quàng thắm đỏ trên vai, phải không các bạn? Vâng, hãy cùng cảm nhận niềm hân hoan này qua một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhan đề Khăn quàng thắp sáng bình minh qua phần trình bày của tốp ca thiếu nhi. Từng chiếc khăn em quàng
Chim én gắn với nắng ấm mùa xuân, kết bên nhau yêu thương trang trí tình thân, hòa bình vui cho bao cánh chim tung trời, dịp mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới. Vâng, ca từ của bài hát Cánh én tuổi thơ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhìn nhắc nhở chúng ta hãy cùng giữ cho bầu trời quê hương luôn trong xanh, thanh bình, để khi mùa xuân về, từng đàn chim én lại tung bay, chao liệng. Mời các bạn cùng thưởng thức bài hát này qua phần trình bày của bạn Phương Thảo.
Và bây giờ, các bạn hãy cùng hòa mình vào không khí xuân ấm áp với tiết điệu tuyết vui nhộn và đầy sôi động trong bài hát Vũ điệu tuyết xuân, sáng tác của nhạc sĩ Quý Lân qua phần trình bày rất dễ thương của các bé Bảo Trân, Anh Thư, Hồng Hà và Hoàng Ngân các bạn nhé! Trình giai điệu tuổi thơ chào đón Tết Mậu Tuất năm 2018 do các bạn thiếu nhi đến từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Tam Kỳ thể hiện xin được khép lại tại đây. Nhân dịp đầu xuân, ban biên tập chương trình xin gửi đến các bạn lời chúc vui tươi, học giỏi. Huyền Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau.